đi về đâu, như con tàu không bến đợi. Đi về đâu những tâm hồn im tiếng cười, trăng mờ bóng chiều ngả nắng, tê tay buồn ôm ấp trong hồn một lần xưa đã tắt theo hoàng hôn. Ai chưa yêu và ai đang tìm đường giao tình yêu, nghe qua lòng mình vừa chốn nở đơn tương được yêu. Không là ra đi chẳng lời giã biệt, có mỉm cười thêm mắt buồn xưa. Tâm hồn vắng tiếng đêm về buông xuống đời. Sao buồn ơi đêm kỷ niệm lòng đớn, trăng còn chiếu tình còn thiếu, nên những chiều loan nắng im liền. Nèo về tim chưa khép kín bao giờ quên. Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa, lỡ mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đùa bộ kỹ trà. Sương ơi, con ngủ chưa em? Ra đây anh nói cái này nè. Nói nhỏ thôi, con nó ngủ rồi. Không biết sao, cứ mỗi lần mà nghe em ru con bằng những lời hát đó đó, anh thấy buồn quá, trong bụng quá à. Anh Minh, anh... Phải chi mà gia đình em chấp nhận anh là rể đó, thì một năm nay anh cũng ráng đưa mẹ con em về Sài Gòn đôi ba lần. Đằng này... Anh đừng có buồn, nghe em nói đây nè. Làm sao không buồn được? Thằng Mẫn, con của mình đã hơn 2 tuổi rồi, vậy mà anh chưa có biết mặt một người nào ở bên vợ hết. Nhưng đối với anh thì thế nào cũng chịu được hết. Còn em, tội nghiệp cho em quá à. Anh Minh à, nếu như cái ngày đó không có anh á hả, thì em đã chết mất xác giữa dòng nước cuồn cuộn chảy rồi.
còn đâu mà giờ này để anh tội nghiệp chứ. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy dường như mình có duyên có nợ từ hồi nào đó. Ghe của anh vừa tới thì chiếc xuồng của em cũng vừa chìm. Anh vội vàng lao xuống dòng sông nước cuồn cuộn chảy, nhưng cũng may là còn kịp lúc. Rồi em mê man hai ngày hai đêm, lòng của anh lo sợ vô cùng. Anh không dám bỏ đi đâu, ở bên em cả ngày lẫn đêm. Tới cái lúc mà em tỉnh lại, thấy cái mặt u dột của anh. Nói thiệt nha, em tức cười vô cùng, nhưng cũng được cho qua. Người ta như vậy mà còn tức cười, bộ không thấy thương sao? Nếu mà không thương thì sao bây giờ đã là vợ, chịu chưa? Chịu. Lúc đó anh không sợ chết sao mà dám nhảy xuống sông của em? Sợ cái gì, dân đi biển mà em, sông nước là chuyện thường tình mà. Nói tới em mới nhớ, chừng nào anh đi biển mà em thấy anh chuẩn bị đồ đạc rồi. Sáng ngày mai. Sáng ngày mai hả? Phải chi gia đình mình khấm khá hơn, em không cho anh đi biển nữa đâu, em sợ lắm á. Từ bé là anh đã sống ở trên biển rồi, em đừng có sợ. Nhưng mà ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi em đừng có lo nghĩ vu vơ nữa. Bổn phận của em là lo cho con. Còn anh dù cực khổ thế nào hay là gặp phải chuyện gì đó, anh cũng chấp nhận hết á. Anh Minh. Sương em ơi, được như thế này thì anh không còn dám mơ gì nữa. Cứ chiều chiều thấy em bồng bé mẫn ra tận đầu ngõ đứng chờ đợi anh sau những chuyến đi biển qua. Vào lòng rồi khẽ khẽ nói, mẹ của con dịu hiền như một bà tiên. Xuống trần gian mang thêm nhiều hạnh phúc, sưởi ấm lòng ba trong những tháng ngày qua. Rồi em cũng thẹn thuồng cúi mặt xuống hôn con, ngập ngừng nói ba của con cũng thương mẹ nhiều lắm. Làm như em ganh tị với con mình vậy đó. Hạnh phúc chỉ đơn sơ như thế mà bao nhiêu ngày anh đã thầm mơ. Nếu như anh sẽ khổ đau trọn cuộc đời này. Sao anh nói chuyện vỡ tan rồi nức nở nghẹn. Anh linh cảm có một điều gì đó đang đe dọa tình yêu của chúng ta. Mình ơi, mình sẽ ở bên nhau. Cầu mong như thế, mong cuộc đời này đừng cướp mất tình yêu của chúng ta. Ý chết, con nó thức rồi kìa anh. Con thức em ơi, em vô trong dỗ con nhanh lên đi em. Em đi vô dỗ con nha. Thank you.
vợ thằng Minh biết ghe của thằng Minh gặp bão chìm ở ngoài khơi rồi. Anh Minh ơi, anh đừng bỏ mẹ con em. Anh Minh ơi, anh Minh ơi, nói cho vợ thằng Minh biết ghe của thằng Minh gặp bão chìm ở ngoài khơi rồi. Anh Minh ơi, anh có biết không, đã ba ngày ba đêm em đứng nơi này chờ đợi, nước mắt đã cạn dòng, mà hình bóng của anh vẫn biên biệt một phương nào. Anh không còn, mẹ con em sẽ ra sao? Biển nó gặp bão rồi nó chìm ghe chết bất xác à.
Nếu không thì Kìa bà. Vậy nói nhỏ thôi, nó nghe được nó buồn. Buồn tệ nó chứ, đáng kiếp à. Tự nó gây ra thì nó phải gánh chịu chứ. Nó cũng biết vậy nên nó đâu có chịu trở về đây. Bà có biết là tôi phải năn nỉ nó hết lời nó mới chịu theo tôi. Hay quá không? Ai mượn ông? Ai mượn? Tưởng nó theo ông về đây nó làm gì? Tối ngày khóc hoài, khóc ngày khóc đêm, khóc luôn tới 3 năm dài luôn, vậy mà cũng chịu, chưa có chịu ngưng khóc nữa. Khóc cho tới nỗi gì đôi mắt không còn thấy ánh sáng nữa. Chị mới bực mình đó chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi với bà cũng có lỗi một phần. Sao vậy? Ngày trước 5 lần 7 lượt nó xin đưa chồng nó về đây để tôi với bà biết mặt. Vậy mà sao? Gia đình này làm sao mà có thể chấp nhận một thằng rể nhà quê được? Mà ông nói nghe coi. Bà, giờ đây chấp nhận hay không chấp nhận cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chị thương cho cháu ngoại của mình kìa, mới từng tuổi này mà đã mồ côi cha rồi. Nhắc tới thằng Mẫn, tôi mới nhớ từ sáng tới giờ sao tôi không thấy nó đâu hết. Hồi sáng này thằng Vinh nó có tới, nó cho tôi biết là cái số giấy tờ xuất cảnh để đưa con Sương sang Pháp nó còn trục trặc cái gì đó, nó phải đi lo. Sẵn đó nó đưa thằng Mẫn đi chơi luôn. Thằng Vinh nó cũng chung tình thiệt. Con Sương nó đã vậy rồi mà nó vẫn... Đó, đây mới là cơ hội cuối cùng của con Sương đó. Ngày trước nói với thằng Vinh nó như hình với bóng mà. Vậy mà đùng một cái nó đi lấy chồng. Bao nhiêu dự tính của tôi đều tiêu tan theo quyết định dỗ dàng của một đứa con cái mẹ cái cha. Cuộc đời nó mới thế kia, cũng may là thằng Vinh còn chút chung thần. Nó bàn với tôi đưa con Sương sang Pháp mổ mắt, tiền bạc giấy tờ một mình nó lo, và tôi có hứa cho nó yên tâm. Bao giờ đôi mắt của con Sương bình thường lại như ngày xưa, tôi sẽ đứng ra dựng vợ gả chồng để cho hai đứa nối lại tình xưa. Nhưng bà có biết ngày nào thằng Vinh nó đưa con Sương đi không vậy bà? Cái chuyện đó thì thằng Vinh nó đi lo rồi, ông không cần phải lo nữa. Nếu có lo thì ông nên lo cho con gái cưng của ông kia kìa. Cố gắng khuyên nhủ nó, đến nước này rồi đừng có làm cao nữa, tội nghiệp cho tôi. Bà, tôi... Chuyện gì nữa? Thôi, chuyện gì chiều nói đi. Bây giờ tôi mắc đi gom hụi. Nếu bà bận thì bà đi đi. Ủa, mà khoan, chút nữa là quên rồi. Thằng Vinh nó có dặn tôi, hôm nay nó nhiều công việc lắm, không biết là nó có về kịp hay không. Nếu con Sương nó muốn ra bờ sông á, thì ông Ngân ông kêu giùm chiếc xe quen đưa nó đi. Chừng mà công chuyện xong rồi đó, thằng Vinh nó ghé qua nó rước. Mà nghĩ cũng lạ thiệt, cái con này sao nó kỳ cục vậy đó. Ngày nào cũng bắt nó đưa ra bờ sông hết á, biết để làm gì, ngồi cả buổi trời. Được rồi. Con nhỏ không có thấy đường thấy xá đó nghe ông, nhớ kêu xe quen á. Bà yên tâm đi, tôi kêu chú Hai xích lô trước đầu hẻm nhà mình chở nó đi. Chú Hai nào, có tin được không? Chú Hai mà thường chở bé Mẫn đi chơi đó. Thôi cũng được, thôi tôi đi à nghe. Ba có ở đây không ba? Kìa Sương, con không thấy đường, có gì cứ gọi ba. Ba, anh Vinh đưa bé Mẫn về chưa ba? Chưa. Sương à, ba thấy bé Mẫn lúc nào cũng quấn quýt bên thằng Vinh. Ba, đứa bé nào cũng vậy, khi thiếu vắng tình thương của cha thì nó sẵn sàng bám víu vào mọi tình thương khác. Sương, ba thấy thằng Vinh nó thương bé Mẫn thật tình và hết sức lo lắng cho con. Má con vừa cho ba biết là anh Vinh đang lo giấy tờ để
để đưa con sang Pháp mổ mắt phải không ba? Và nói con cũng hứa với thằng Vinh là... Ba, chuyện đó con cần suy nghĩ lại. Sương, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Nhưng lúc nào con cũng có linh cảm rằng ba của bé Mẫn vẫn còn sống. Sương ơi, đã 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn ngủi, quá đầy đủ để cho con chứng minh 2 chữ thủy chung. Hơn nữa, giờ đây tất cả đã trở thành kỷ niệm. Dù chúng ta có tôn thờ đến mức độ nào đi chăng nữa thì nó cũng là kỷ niệm mà thôi. Ba ơi, nếu ai đã từng gắn liền với kỷ niệm mới biết rằng kỷ niệm thật khó quên. Suốt 3 năm qua con còn sống được cũng chính là nhờ kỷ niệm. Những kỷ niệm êm đềm của một thời tha thiết yêu nhau, ý vỡ tình chồng hạnh phúc biết bao, tạo chi nghịch cảnh để vợ chồng xa nhau. Cuồng cuồng con hững trời cao, đành rằng chuyện xưa con không quên được, nhưng còn tương lai của con mình cần có cha dạy dỗ nên người. Con về làm vợ thằng Vinh, ba rất vững lòng tin con của ba sẽ sung sướng trọn đời, còn bé Mẫn chắc chắn sẽ nên người. Mọi chuyện từng từng con tính là gì? Con đừng đợi chờ quý uổng tuổi xuân. Nhưng lúc nào con cũng tin rằng chồng của con. Sương, suốt 3 năm qua ba lén má con đi về quê chồng con bao nhiêu bận rồi. Bất cứ hỏi ai, người ta cũng nói kể từ ngày chồng con gặp bão ngoài khơi thì không thấy chồng con trở về nơi đó nữa. Dạ thưa ông. Ai? Tiếng của ai vậy ba? Sương, con làm gì vậy hả? Ba, tiếng của ai vừa nói vậy ba? Tụi chú chạy xích lô trước hẻm nhà mình á. Vậy mà con cứ tưởng... Chú à, tôi cũng định ra ngoài đầu hẻm kêu chú đây. Dạ thưa ông, bà nhà vừa gặp tôi ở ngoài đầu hẻm á. Bà kêu vô đây để chở cô hai ra ngoài bờ sông. À, nhắc tới tôi mới nhớ. Sương à, có chuyện này nha. Bà cứ thắc mắc hoài à. Ba tính hỏi con mà ba quên. Chuyện gì vậy ba? Tại sao ngày nào con cũng đòi ra bờ sông ngồi cả buổi vậy? Đó là những giây phút con thả hồn về với kỷ niệm cũ, những kỷ niệm mà trọn đời này con không thể nào quên. Nhớ ngày xưa, mỗi khi hoàng hôn vừa buông xuống, vợ chồng con thường bồng bé Mẫn ra bờ sông, cả gia đình lặng nhìn từng cánh chim về muộn. Thôi con đi đi. Chú này chờ lâu ha. Thằng Vinh nó có nhắn lại xong công việc, nó ghé ngang rước con về. Ông dẫn giùm cô hai ra xe đi. Đi con. Cảm ơn anh nhiều nghe. Bây giờ anh cứ đi đi, chút nữa anh Vinh tới đây đưa tôi về. Tôi
tôi đi. Minh ơi, ở một phía trời xa xôi nào đó, anh biết không, ngày nào em cũng ngồi ở nơi này để thả hồn về với những ngày tháng cũ, cho vơi bước đi bao nhớ thương cứ canh cánh bên lòng. Trời ơi, nhưng ở nơi này sao hoàng hôn buồn hiu, mấy cánh chim chiều cũng quên lối về, cuối trời vọng lại tiếng nỉ non như đang không bạn lá bay bay xa ở nơi đâu. Lời nói của cô nghe quá bùi ngùi như đang mang nặng nỗi niềm đau đó. Tôi là tôi. Anh chưa đi sao? Tôi cũng định đi đó, nhưng có lẽ những lời nói vừa rồi của cô đã giữ tôi lại. Cô ơi, nghe những lời cô than thở, tôi nghĩ rằng dường như cô đang thương tiếc một điều gì đó, phải không cô? Phải. Cứ mỗi lần ngồi ở bờ sông này, tôi cứ tưởng chừng như đang ngồi bên bờ sông kỷ niệm ở tận Bạc Liêu, quê hương của chồng tôi. Chồng của cô ở ở Bạc Liêu à? Phải, chồng tôi ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu nhưng ở nơi nào vậy cô? Ở Cầu Kè. Ở Cầu Kè, đúng rồi. Ở Cầu Kè cũng có một cái con sông nhỏ, có hai con đường làng chạy dọc theo bờ sông. Anh ơi, anh cũng ở Cầu Kè hả? Không, tôi ở Bạc Liêu. Nhưng không phải ở Cầu Kè. Vậy thì tại sao anh biết Cầu Kè rành như vậy? Tôi có một người bạn thân ở nơi đó đó cô. Bạn của anh tên chi? Làm nghề gì? Bạn của tôi tên Minh, làm nghề biển. Tên Minh làm nghề biển? Phải. Anh ơi, anh có biết người đó hiện giờ ở đâu không anh? Anh ơi. Chết rồi. Chết rồi. Phải. Tôi và anh Minh là đôi bạn thân cùng làm nghề biển. Hai chúng tôi rất thương mến nhau, có những đêm neo ghé lại nơi quang đảo, chúng tôi thường kể cho nhau nghe chuyện buồn vui của cuộc đời mình. Tại sao mình chưa? Cô ơi, cái ngày đó cách nay 3 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ. Ghe của chúng tôi đã ra xa tích ở ngoài khơi, mặt biển đang êm đềm bỗng nổi lên sóng dữ, vùi xác bao người xuống đáy đại dương. Nhờ anh Minh nên tôi còn sống, anh đã sông tôi khỏi cơn sông dữ. Nên lực cản hơi tàn, gửi thân xác nơi một hồn đảo quang. Anh Minh ơi, anh bố mẹ con em rồi. Cô là ai mà sao nghe tin anh Minh không còn cô đau đớn như thế? Tôi là vợ Minh. Đã mấy năm qua tôi nuôi dưỡng hy vọng
mà trong lòng cô vẫn chưa nhạt nhòa. Hèn gì trước khi nhắm mắt anh Minh cứ nhắc đi nhắc lại trọn một đời vợ anh chỉ biết yêu thương chồng con. Nhưng giờ đây còn ai đâu để tôi kề cận, lo lắng trong những đêm gió lạnh đông về. Tôi xin cô đừng qua nức nở nghẹn ngào. Anh chỉ là người ngoài cuộc mà còn nghẹn ngào nức nở thì thử hỏi làm sao tôi có thể cầm được nước mắt. Khi nghe tin người chồng thân thương đã thật sự không còn. Suốt ba năm qua tôi đến thời gian bằng dòng lệ đau buồn, tôi đã khóc đến buồn đôi mắt mà trời cao cũng tạo cảnh trái ngang. Nếu như không có con tôi ở bên cạnh thì tôi đã chết theo chồng của tôi. Sống làm chi phải gánh chịu thương sầu, một người góp tiếng một người đi dình nghe. Cô ơi, nếu mà cô yêu thương chồng cô thì cô phải hết lòng lo lắng cho con của cô. Cô đừng có những suy nghĩ dại dột sẽ làm buồn lòng chồng cô nơi chôn suối vàng. Tôi không còn tha thiết về một điều gì cả khi nghe tin chồng tôi đã vĩnh viễn không còn. Giờ đây tất cả đã an bài như vậy, có tiếc thương cũng chỉ là thương tiếc thôi. Tôi khuyên cô hãy quên bỏ đi dĩ vãng thương tiếc mà làm chi, chỉ chồng chất thêm đau buồn. Còn tương lai với bao nhiêu hạnh phúc đang đợi chờ, mấy hôm nay tôi cũng thường xuyên lui tới, cũng biết ít nhiều chuyện gia đình của cô. Tôi thấy anh Vinh đàng hoàng tử tế xứng đáng cho cô gửi phần trao thân. Được như thế thì vô cùng tốt đẹp nơi chôn suối vàng, chồng cô rất yên tâm. Không, tôi không thể nào làm như thế được. Cô ơi, tôi xin cô đừng có phụ lại những lời nói sau cùng của người đã khuất. Những lời nói vừa rồi của tôi đó chính là những lời trăn trối của anh Minh trước lúc xuôi tay nhắm mắt đó cô. Tới giây phút sau cùng của cuộc đời mà chồng của tôi vẫn còn lo lắng cho vợ con. À kìa Sương, em có chuyện gì mà em khóc? Anh Vinh ơi, cha của bé Mận đã chết rồi. Đã chết? Nhưng mà ai, ai đã cho em biết tin này? Chính tôi à. Tôi là bạn thân của anh ấy, cũng là người chứng kiến cái giây phút sau cùng của anh ấy đó. Trời ơi, vậy thì sự chờ đợi của tôi đã trở thành vô nghĩa. Suốt mấy năm qua tôi đã âm thầm dưỡng nuôi vọng gặp lại người thương. Em hãy bình tĩnh lại đừng quá đau thương. Cuộc đời em coi
cần lo lắng trọn đời cho mẹ con em. Nếu mẹ con có được bình yên như vậy, chồng cô sẽ yên lòng bình thản ra đi. Sương à, lúc nào anh cũng yêu thương em, lúc nào anh cũng coi thằng bé Mẫn như là con ruột của mình. Em hứa với anh đi Sương, em hứa đi, em hứa với anh là em sẽ... Anh Vinh, ngay lúc này em rối trí quá, em muốn được nghỉ ngơi. Thôi được rồi, anh đưa em về liền nè. Còn cái chuyện đó đó, em cứ từ từ suy nghĩ. Em nhớ lúc nào anh cũng đợi... Thôi mình đi anh. Ờ, con bé Mẫn đâu anh? Nó đang chơi ngoài bãi cỏ kia kìa. À, anh ơi, anh nè, tôi phải đưa Sương về liền. Anh làm ơn đưa bé Mẫn về giùm tôi nha. Anh đưa cô ấy về đi, tôi sẽ đưa cháu Mẫn về liền. À, cảm ơn anh. Sương, mình đi em. Bé Mẫn ơi, trời cũng chiều rồi, con với chú về, để ông bà ngoại chờ đó. Mẫn không về đâu, về nhà buồn lắm. Ai làm Mẫn buồn? Mẹ đó. Mẹ làm thế nào mà Mẫn buồn? Mẹ khóc hoài à. Mẫn có biết tại sao mẹ khóc không? Mẹ nhớ ba, ba của Mẫn, không có thương Mẫn, không thương mẹ Mẫn, bỏ Mẫn đi mất tiêu rồi. Bé Mẫn ơi, cha của bé Mẫn... Cha bé Mẫn sao? Chú nói đi. Nói đi chú. Cha của bé Mẫn... Kìa, sao chú buồn quá vậy? Chú đừng có khóc giống mẹ nha. Chú mà khóc giống mẹ, Mẫn không thèm chơi với chú nữa đâu. Chú đâu có muốn khóc. Nhưng không biết tại sao nghe những lời nói của bé Mẫn vừa rồi, lòng của chú chợt nhớ thương con của chú Gia Diết. Con của chú ở đâu mà chú thương nhớ? Con của chú này, ở dưới quê. Ủa, sao chú không thương con của chú mà chú bỏ con của chú ở dưới quê vậy? Sao vậy chú? Bé Mẫn ơi, chú thương con của chú nhiều lắm, nhưng vì hoàn cảnh nên chú phải bỏ con của chú ở dưới quê. Cũng như cha của bé Mẫn cũng thương mẹ con của bé Mẫn nhiều lắm, nhưng cũng vì hoàn cảnh nên mới bỏ mẹ con của bé Mẫn mà ra. Chặt môi nuốt ngược dòng lệ nghẹn ngào. Ôi những dòng lệ đau thương trút xuống một cuộc đời thê lương, như nức nở như nao lòng trong tầng cùng thương đau. Đời của chú là một chuỗi dài bất hạnh, không có niềm vui chỉ có nỗi buồn. Chú em đi sao chú khóc hoài, Mẫn buồn ngủ rồi chú ơi.
sẽ hát. Chú hát lại bài hát ngày xưa mà mẹ của Mẫn thường hát ru Mẫn ngủ. Ôi những lời hát thân thương mà suốt ba năm qua chú âm thầm khao khát. Chú ao ước được một lần nghe lại để nỗi nhớ thương vơi bớt trong lòng. Mẫn con ơi, suốt ba năm qua cha đã ngậm đắng nuốt cay từng phút từng giờ. Suốt ba năm qua lúc nào cũng vậy, cha luôn tìm cách để cận kề bên con. Trời cao ơi, có thấu hiểu cho tôi ở bên cạnh con mà cha chưa một lần nào dám nói. Mắt nhìn mắt cô dâu che dòng lệ để tình phụ tử thiêng liêng chết liền trong tâm hồn. Mẫn con ơi, sau này khôn lớn xin con hiểu cho hoàn cảnh của cha. Cha nghèo quá chứ không đủ sức lo lắng cho mẹ con và không thể đưa con tới một tương lai tốt đẹp. Thôi thì cha phải đành làm như vậy chứ không còn cách nào chọn lựa khác hơn. Mẫn ơi, có lẽ đây là lần sau cuối cha con mình được kề cận bên nhau. Sang ngày mai coi như đã vĩnh biệt cha đi về một phía trời xa, bỏ lại sau lưng biết bao hình ảnh trọn đời này không thể nào quên. Hình ảnh con thơ và người vợ hiền chung thủy in đậm trong tim mãi mãi không phai nhòa. Kể từ đây đời cha coi như đã bỏ, chỉ cầu mong cho con và mẹ con được sống bình yên tràn đầy hạnh phúc. Chỉ bấy nhiêu thôi, dù có chết cha cũng yên lòng. Mẫn con hãy hiểu cho cha, con hiểu cho cha. Vinh à, cháu cứ yên lòng đưa con Sương sang Pháp chữa trị đôi mắt đi. Ở đây bác sẽ chuẩn bị tất cả, khi nào hai đứa trở về là bác sẽ cho làm đám cưới ngay lập tức. Dạ cháu cảm ơn bác. Nhưng mà còn Sương, ý cô Sương như thế nào? Nó đã bằng lòng rồi, bác mới dám mạnh dạn nói với cháu như vậy đó chứ. Sương đã bằng lòng làm vợ của cháu rồi hả bác? Phải, nó đã bằng lòng làm vợ của cháu kể từ khi nó biết chính xác là chồng nó đã chết. Hơn nữa, giờ đây nó không nghĩ tới nó đó thì nó cũng phải nghĩ tới con của nó chứ. Con của nó càng ngày càng lớn rồi, rất cần một nơi vững chắc để nương tựa sau này. Cháu hứa sẽ mang đến cho Sương thật nhiều hạnh phúc và sẽ lo lắng cho thằng bé Mẫn có một tương lai tốt đẹp. Cháu không cần phải hứa, bác cũng biết được điều này mà. Cho nên suốt mấy ngày nay bác với bác trai đó đã hết lời khuyên nhủ con Sương phân trần thiệt hơn. Nó đã nghĩ suy rồi mới bằng lòng chấp nhận thuận nghiêng làm vợ của cháu đây. Cháu cứ yên lòng, khi nên chồng thành vợ bác chắc chắn rằng nó sẽ quên hết những chuyện ngày xưa đã làm nó khổ tâm. Cuộc đời của Sương thật là tội nghiệp. Cháu yêu thương Sương cái đức tính thủy chung với người chồng xưa dù đã mất lâu. Cháu rộng lượng vô cùng, thật tốt phước cho con Sương. Được một tấm lòng như vậy không còn gì phải hối hận. Sương có ở nhà không bác cho cháu gặp gì có chút chuyện. Có chuyện gì vậy cháu? Dạ chuyện đưa Sương sang Pháp để chữa trị đôi mắt bác à. Có gì trục trặc phải không cháu? Dạ không. Cháu gặp Sương để nói với Sương chuẩn bị hành lý sẵn,
Có thể là chiều nay, hoặc là trễ lắm là sáng mai, người ta sẽ lo toàn bộ giấy tờ xuất cảnh cho cháu. Trời ơi, vậy mà cũng làm cho bác vậy giật mình vậy đó. Nhưng mà bác hỏi nè, vậy chứ giấy tờ cháu nhờ ai lo vậy? Dạ, dạ ba của Hồng. Hồng nào vậy cháu? Dạ Hồng là bạn học của cháu ngày trước, Sương cũng đã gặp người ấy đôi ba lần rồi. Cô Hồng ở đường Hàm Tử phải không anh Vinh? Phải. Ngày trước em thấy cô ấy thích anh lắm đó. Cái tuổi học trò thì cũng có ít nhiều lãng mạn vậy mà. Đúng rồi, cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới mà, vậy chứ cứ lo nhiều mơ mộng khanh mà. Cô nhắc làm gì? Chuyện trước mắt là cái chuyện đưa con sang Pháp chữa trị đôi mắt đây nè, rồi sau đó tới cái chuyện... Mà thôi, má nói cho thằng Vinh biết hết rồi đó. Hai đứa ở đây mà bàn bạc lo liệu, má ra làm sao lo cơm nước nghe. Sương, nghe má em nói, em đã bằng lòng làm vợ của anh mừng quá. Sương ơi, anh hứa với em, bao giờ chúng ta nên chồng nên vợ rồi, em muốn cái gì anh cũng chiều theo ý em hết. Điều mong muốn nhất của em là phải tìm được mộ phần của cha bé Mẫn. Khi nào em sáng bắt, anh sẽ đưa em đi với bé Mẫn về Bạc Liêu một chuyến. Anh Vinh, anh tốt với mẹ con em nhiều quá. Sương, đã bao nhiêu lần anh nói với em, anh yêu em là ở cái đức tính chung thủy với chồng, dù ngàn trùng cách biệt. Vẫn giữ trong lòng một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu vô cùng cao đẹp, đã làm anh xúc động tâm hồn. Bao giờ em cũng thầm ước mơ được một lần quỳ bên mộ, thắp cho chồng em một nén lòng. Sương ơi, anh sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm bằng được mộ phần cha bé Mẫn, để ước mơ của em trở thành sự thật, để những dòng lệ đau thương không còn đọng trên đôi mắt u buồn. Mơ của em tuy đơn sơ mà nặng nghĩa nặng tình, một ước mơ vô cùng bình dị nhưng rất ngọt ngào, hai tiếng thủy chung. Cứ mỗi lần thấy em nhìn xa thăm thầm rồi cúi đầu nức nghe nở chuyện chia ly, trái tim anh nát tan thành từng mảnh vụn, nước mắt em rơi mà anh lại nghẹn ngào. Em biết tình cảm của anh đối với em vô cùng sâu đậm, em mong rằng sẽ có dịp đền đáp lại cho anh. Anh không cần em đền đáp gì cả, anh chỉ muốn trong những ngày sắp tới đời của em không còn khổ đau. Anh Vinh, Sương ơi, đó là những lời chân thành nhất anh giữ trong lòng từ bấy lâu nay. Đợi đến khi nào em gật đầu ứng thuận cùng với anh, nên vợ nên chồng, anh mới nói ra để em hiểu tình cảm của anh thế nào. Đêm từng đêm em thường thao thức âm thầm tạo dựng thiên đường cho mai sau. Anh nguyện với lòng sẽ làm tất cả để đời em có thật nhiều niềm vui, để em quên dần những gì buồn thảm nhất, cùng với anh đi suốt cái đoạn đường tình. Em cảm ơn anh rất nhiều, nhưng không cần em phải đi cuối đất cùng trời
để tìm mộ phần cha bé Mẫn đâu. Có người hứa bao giờ đôi mắt em lành hẳn, họ sẽ đưa em, anh và bé Mẫn đến phần mộ của chồng em. Ai bè em? Người ấy chính là người đã cho em biết tin cha của bé Mẫn không còn nữa. Anh ấy chạy xích lô trước hẻm này, cũng là chỗ quen biết của ba em. À, anh biết rồi. Người đã đưa em ra bờ sông ngay cái hôm anh bận công chuyện, phải không? Dạ phải. Vậy thì tốt quá. Ý chết, mãi lo nói chuyện mà anh quên. Tới giờ em uống thuốc rồi, anh đưa em vào trong uống thuốc nha. Dạ. Lạ thật, tới bây giờ sao vẫn chưa thấy Hồng tới kìa. Anh Vinh. À em. Anh chờ em có lâu không? Cũng hơi lâu lâu thôi. Cho em xin lỗi nha. Em phải chờ ba em về để biết kết quả công việc mà anh đã nhờ em. À sao rồi em, kết quả như thế nào rồi? Rất tốt đẹp. Số giấy tờ anh nhờ em lo đó, trong nay mai sẽ có đầy đủ. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh Vinh, đã bao nhiêu lần em nói với anh rồi, đừng bao giờ anh dùng hai tiếng cảm ơn để nói với em. Em làm tất cả cho anh là vì... Vì sao vậy em? Vì sao? Em tin là anh phải biết rằng vì sao em lại như thế. Vì sao mà em hết lòng mỗi lần anh nhờ tới. Dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, giá biển hay lấp trời, thì em cũng không hề từ chối. Anh biết rồi, nhưng mà... Anh cứ yên tâm, bao lâu em cùng chờ. Chờ đợi đến một ngày chính anh nói chuyện tình yêu. Hồng ơi, cái chuyện tình yêu có lẽ không bao giờ anh nói được với em đâu. Anh Vinh, anh... Hồng, anh không giấu gì em. Cái số giấy tờ mà anh nhờ em lo cho là của vợ sắp cưới của anh đó. Anh Vinh, anh nhờ em lo cho anh số giấy tờ đó để đưa cô ấy sang Pháp chữa trị đôi mắt. Bao giờ cô ấy lại bình hẳn, anh và cô ấy sẽ tiến tới hôn nhân ngay. Anh Vinh, sao từ bấy lâu nay em không hề nghe anh nói tới chuyện đó? À, vì anh và cô ấy... thôi em à, nhưng mà cái chuyện dài dòng lắm, khi nào có dịp anh sẽ kể hết cho em nghe ha. Không, không. Nhưng Hồng em à, không muốn. Không, không. Em đừng quá xúc động mà. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi. Đã lỡ như vậy rồi sao? Phải, giờ đây anh chỉ cầu mong em một điều, cố gắng lo giùm anh số giấy tờ đó đi. Được rồi, anh cứ yên lòng đi. Anh cảm ơn em. Anh có việc phải đi liền. Thôi, anh đi nha. Anh Vinh, trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay mình cứ tưởng rằng hết rồi. Bao nhiêu mơ ước mà mình đã nuôi dưỡng suốt mấy năm nay đã thật sự mất hết rồi. Đời tôi
tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi có duyên cô ơi, cô có sao không? Không, không sao hết. Con gái mà giờ này còn say sưa ở ngoài đường á thì nguy hiểm lắm. Nhà cô ở đâu? Cô nói đi, tôi đưa cô về giùm. Về làm chi? Khi anh đã bỏ em rồi. Cô ơi, tôi hứa là tôi không bỏ cô đâu, tôi sẽ đưa cô về nhà mà. Anh hứa là anh sẽ... làm tôi mừng hụt. Nhưng anh hứa là anh không bỏ tôi. Anh sẽ đưa tôi về tới nhà thì tôi đi theo anh. Dù sao thì bây giờ có một người bên cạnh thì cũng vơi bớt một phần nào cô đơn. Cô đã sai lắm rồi. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Đi thì đi. Đó. Dường như là cô đang có chuyện buồn lắm phải không? Trên đời này chỉ có tình yêu mới làm cho người ta buồn đến như thế. À, mà tôi nói vậy có phải không anh? Đúng đó, chỉ có tình yêu mới có thể làm cho con người ta buồn thảm nhất. Yêu mà không được kề cận bên người mình yêu thì cô đơn lắm. Mà cô đơn là cái nỗi đau khủng khiếp nhất phải không anh? Đúng đó cô, cô đơn là một nỗi đau khủng khiếp nhất. Như vậy thì anh còn đưa tôi về nhà làm chi? Để tôi phải chịu cái cảnh cô đơn. Nhưng cô là con gái, giờ này mà còn say sưa ở ngoài đường thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm thì nguy hiểm, không có cái gì đáng sợ bằng cô đơn hết. Nếu anh không đưa tôi đi nữa, tôi đi bộ. Ê, 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 trời đất ơi, cô. Ai? Trời ơi. Cô sao không cô? Cô có sao không? À, ông ơi, ông có sao không? Ông ơi, để tôi đưa ông đi bệnh viện. Tôi đưa ông đi bệnh viện. Ủa, chú em đi đâu đây? Thưa bà, tôi... Thôi, tôi không cho cậu dẫn cháu ngoại tôi đi chơi nữa đâu. Cách nay mấy hôm á, cậu dẫn nó đi tới khuya lơ, khuya lắc à. Báo hại cả nhà tôi trong đứng trong ngồi à. Dạ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để dẫn bé Mẫn đi chơi. Vậy thì chú tới đây làm vậy? Dạ, để... Thôi khỏi nói, tôi biết rồi. Tuy rằng chú và chồng của con gái tôi là chỗ quen biết, nhưng tôi yêu cầu chú đừng tới cái nhà này để khơi lại cái dĩ vãng ngày xưa cho con gái tôi nghe nữa. Tôi và ông nhà tôi phải nói hết lời hết lẽ, nó mới chịu ưng thuận lấy thằng Vinh làm chồng. Chú tới đây nói gần nói xa, rồi nó đổi ý một cái là chết gia đình tôi. Không, tôi không có ý đó đâu. Không làm sao tôi biết đây. Đầu tiên là tôi phải ngăn cản trước. Biết đâu chú em vui miệng nói chơi thôi, ảnh hưởng không tốt tới con gái tôi. Nói thiệt với chú em, giờ đây tôi rất sợ. Ngày trước tôi để con gái tôi quá tự do, nên cuộc đời nó mới ra nông nổi. Chớ phải một thằng chồng nhà quê nghèo mạt, hậu quả còn tồn tại tới bây giờ. Bà làm ơn cho tôi gặp ông nhà để tôi nói một vài câu giả từ. Vì chiều nay tôi đã đi xa,
ông không có ở nhà, chú em nhắn lại gì? Nói đi, ông về tôi nói lại giùm cho. Xin bà cho phép tôi đứng ở đây đợi ông về. Trời ơi, tôi đã nói với chú em rồi, muốn nói cái gì, muốn nhắn cái gì cứ nhắn với tôi nè. Ông về tôi sẽ nói lại cho. À, hay là ngại mượn tiền không dám nói? Dạ không, tôi không có mượn tiền. Vậy thì tại sao chú em ngại mà không dám nói với tôi? Thưa bà, tôi... Chú em à, nói gần nói xa không qua nói thiệt. Từ nãy giờ á, những cử chỉ của tôi không đủ để cho chú em hiểu là tôi muốn nói gì sao? Nhưng tôi... Thôi được rồi, để tôi nói thẳng cho chú em hiểu nè. Tôi không muốn sự có mặt của chú em trong cái nhà này, dù chỉ là một giây một phút. Chú em có hiểu chưa? Bà... Đi đi! Bà, tôi... Tôi đã nói rồi mà, sao chú lì lợm quá vậy? Kìa bà, người quen của tôi mà bà làm gì dữ vậy? Làm gì dữ vậy? Tôi nói cho ông biết nha, thời buổi này đã không có tin ai được đâu à nghe. Xin lỗi ông bà, sự có mặt của tôi đã làm cho gia đình ông bà xáo trộn. Thôi, tôi đi liền. Cảm ơn. Xin lỗi, có cậu Vinh ở đây không? Xin lỗi, ông là... Tôi là ba con Hồng, bạn học của cậu Vinh. Ba con Hồng? Phải. Bạn học của cháu Vinh? Phải. Vinh ơi Vinh, có ba của cô Hồng tới tìm cháu nè. Dạ chào bác. Cậu Vinh, tôi biết chắc chắn là cậu ở đây, nên tôi tới thẳng nơi này để gặp cậu. Dạ thưa bác, ở số giấy tờ con nhờ bác lo đã xong chưa bác? Đã hoàn tất rồi, nhưng rất tiếc là tôi không thể giao cho cậu được. Thưa bác, tại sao? Tại sao thì có lẽ cậu đã hiểu rõ hơn tôi. Thiệt tình thì tôi cũng không ngờ chính tôi lại tiếp tay với cậu hại con Học, con gái của tôi. Thưa bác. Cậu Vinh, chắc cậu cũng thường biết con gái của tôi yêu thương cậu tha thiết. Dạ cháu biết, nhưng... Cậu đừng biện minh cho mình điều gì cả. Con gái tôi vô cùng yêu thương cậu, vậy mà cậu lại kết thúc tình cảm của nó một cách quá tàn nhẫn. Dạ thưa bác. Cậu nhờ nó nói với tôi lo giấy tờ cho người yêu của cậu sang Pháp trị bệnh. Cậu lợi dụng tình cảm của nó để xây dựng cho mình một con đường hạnh phúc. Cậu khôn khéo quá mà. Chuyện của con gái của tôi là dại dột, đắm đầu vào một tình yêu mù quáng, để cuối cùng phải gánh lấy một hậu quả đau thương. Nó không khác gì một người điên, suốt mấy ngày qua nó cứ uống rượu một mình. Vừa rồi nó gây ra chuyện dữ, gieo tai họa cho cả nhà tôi. Hiện giờ người ấy đã mạn vong, tôi chưa biết sẽ phải làm sao. Nếu gia đình người ấy kiện thưa, thì tương lai con tôi ở trong tù. Như vậy làm sao tôi chịu được đây? Ông à, theo tôi nghĩ á, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết được cơ mà. Hay là chúng ta thử bàn bạc với nhau, tìm một cách nào ổn thỏa nhất cho cả hai bên ha? Chỉ còn một cách duy nhất để ổn thỏa cho cả hai bên thôi. Dạ thưa bác, cách nào? Con gái tôi gặp phải chuyện như thế cũng có một phần lỗi của cậu trong đó. Vậy thì cậu phải nhận hết tội lỗi thay cho con gái tôi. Còn tôi sẽ trao lại tất cả giấy tờ để cho người yêu cậu sang Pháp chữa bệnh. Dạ thưa bác, nhưng mà... Cậu Vinh à, coi như đây là một cuộc trao đổi. Theo tôi nghĩ rất là công bằng. Nếu con gái tôi nói được bình yên, thì người yêu cậu sẽ thoát khỏi cảnh đuôi mù. Bác có thể cho cháu suy nghĩ lại, bất ngờ quá cháu không biết phải như thế nào. Chuyện này tôi không thể chần chờ. Được hay không, cậu phải trả lời ngay đi. Ông ơi, tôi sẽ nhận hết tội. À, cậu là người đạp xích lô chở con gái tôi đi mà. Tôi là người quen của gia đình này. Cậu suy nghĩ kỹ chưa mà dám nhận tội thế cho con tôi? Tôi đã suy nghĩ kỹ. Nếu làm như thế thì cậu sẽ đòi hỏi ở tôi những gì? Tôi không cần đòi hỏi điều chi, chỉ cần ông giao hết giấy tờ cho gia đình này. Được, coi như chúng ta thỏa thuận như vậy. Tôi về nhà chờ, mong cậu tới liền. Được, tôi sẽ tới nhà ông liền. Ông về trước đi, tôi sẽ tới sau.
Chú em, chú em ơi, chú em đã cứu lấy gia đình này. Tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Xin bà đừng nói với tôi như vậy. Tôi không phải biết nói gì trước việc làm của chú. Ông đừng quá bận tâm như thế. Anh Vinh ơi, anh hãy cản ngăn anh ấy. Đây là việc riêng của gia đình mình, không liên quan gì tới anh ấy đâu. Sương, em... Anh Vinh, hãy ngăn cản anh ấy. Hãy ngăn cản anh ấy đi. Cô ơi, xin cô hãy dằn bớt niềm xúc động. Cô đáng gì mà phải xót xa đến thế kia. Nhưng đây là chuyện gia đình của tôi. Tôi không thể nào để anh gánh chịu như vậy. Cô ơi, cô hãy coi như đây là dịp để tôi đền đáp lại công ơn cứu mạng của chồng cô. Được như thế tôi không còn dai, rất được như thế tôi rất yên tâm. Vì đã làm tròn niềm ao ước của anh mình, trước lúc nhắm mắt xuôi tay anh chỉ thầm ước ao sao. Anh ước ao sao giờ con của anh có nơi nương tựa sau này. Tôi thấy anh Vinh đàng hoàng lại có học, chồng cô không còn hối tiếc điều gì. Tôi đây xin hứa kể từ hôm nay, lo lắng cho Sương và lo lắng cho bé Mừng sắp ra đi vĩnh viễn. Anh Minh cứ thều thào nói mai, anh dặn dò tôi nếu sau này có gặp được vợ con anh thì nhắn nhủ giùm anh một đôi lời. Anh nói con của anh sanh thiếu tháng nên không được khỏe mạnh như mọi thế nào, chịu cực khổ được như anh, cô mà choáng học để có tương lai. Những chuyện này nói với anh Vinh tốt hơn, con anh là trai cần của cha nương tựa. Anh Vinh ơi, xin anh hãy xó thương dìu dắt con anh trên đoạn đường còn. Tới bây giờ tôi mới biết tại sao Sương yêu thương chồng mình đến như thế. Anh ấy tốt quá. Tôi xin hứa sẽ làm theo như lời trăn trối của anh ấy. Trời ơi, tới cái giây phút sau cùng, chồng của tôi vẫn còn nghĩ tới mẹ con tôi. Anh Minh ơi, anh hãy yên lòng nhắm mắt. Quãng đời còn lại, em
sẽ dành hết cho con mình. Dù phải đánh đuổi điều chi em cũng quyết lo tròn. Cô và anh Vinh đều hứa như vậy đã vui lòng anh, cũng yên lòng tôi. Còn cái chuyện đi tìm phần mộ, tôi khuyên cô và anh Vinh đừng có quá bận tâm. Vì một phần anh được chôn nơi một đảo quan, không dấu chân người xa tích ngoài biển khơi. Không, không, tôi không thể nào để chồng tôi cô đơn quạnh quẽ ở cái nơi xa xôi đó. Đó chỉ là lời khuyên của tôi thôi, còn định liệu thế nào tùy ở cô và anh Vinh. Bây giờ tôi phải đi. Anh ơi, anh, tôi và Sương cũng không biết nói gì, không biết nói gì với anh trong cái giây phút này. Tôi chỉ cần hai người hãy làm đúng theo lời đã hứa với vong hồn của anh Minh. Tôi sẽ làm đúng như vậy, tôi sẽ làm đúng như vậy. Chú à, tôi trời ơi, tôi phải nói gì với chú đây? Ông đừng tự dằn vặt mình như thế, chỉ làm cho tôi khó xử lúc ra đi. Chú em ơi, chú em cho tôi. Còn bà cũng đừng tự trách mình, tôi không buồn bà điều gì cả. Tạm biệt mọi người, tôi đi. Anh, con. Tôi đã nói với ông rồi, tôi xin ông đừng để bất cứ một người nào biết tôi đang bị giam giữ ở nơi này, hoặc đến đây để gặp tôi, kể cả ông luôn nữa. Vậy mà tại sao ông lại... Trước tiên tôi thật xin lỗi cậu, vì không làm theo đúng như những lời cậu đã căn dặn. Tôi xin cậu hãy coi đây là trường hợp ngoại lệ, vì con gái tôi nó đòi bằng được phải gặp mặt cậu. Cậu à, tôi xin lấy danh dự của một người lớn tuổi ra hứa với cậu. Con gái tôi là người đầu tiên đến đây gặp cậu và cũng là người cuối cùng. Từ đây sẽ không còn ai làm phiền cậu nữa. Nhưng cô ấy muốn gặp tôi để làm gì? Kể từ khi con gái tôi biết được cậu phải chịu án 15 năm, tôi thấy nó ân hận vô cùng bởi những chuyện mà nó đã gây ra, làm cho cậu phải gánh lấy hậu quả nặng nề, một hậu quả mà chúng tôi cũng không ngờ. Ông ấy và cô đừng có bận tâm như vậy, chuyện này tự tôi chọn lấy cho tôi. Nhưng con gái tôi cứ mãi dằn vặt, một hai nó đòi phải được gặp mặt. Cô à, giờ đây đã gặp nhau, có chuyện gì cô cứ nói đi, đừng ngại. Tôi cầu xin anh hãy tha thứ tội, tại tôi mà anh mới ra nông nổi như thế, phải chịu án đến 15 năm. Cô à, xin cô đừng có bận lòng, tôi và ba cô có thỏa thuận với nhau, coi như một cuộc đổi trao công bằng, tôi và gia đình cô không ai nợ ai. Hồng à, con ở đây nói chuyện với cậu ấy, ba ra ngoài chờ con. Cô à, tôi đã nói như vậy rồi, cô cứ yên tâm mà theo ba cô về đi. Anh ơi, xin anh hãy dành cho tôi một vài giây phút để tôi nói hết những gì mà tôi còn giữ ở trong lòng. Được rồi, cô nói đi, tôi nghe đây. Anh ơi, suốt mấy đêm qua tôi cứ trằn trọc suy nghĩ, rồi quyết định đến nơi này để gặp anh, để cầu xin với anh một chuyện, và mong rằng
anh đừng từ chối lời cầu xin kia. Tôi cầu xin anh hãy cho tôi đóng tạm vai trò người vợ, để tôi được thường xuyên lui tới nơi đây. Từng tháng từng ngày suốt 15 năm cùng chia sẻ những vui buồn với anh, cho đến bao giờ anh được tự do. Đây là những lời chân thật, tôi xin làm vợ anh trọn đời, bù đắp cho anh những tháng ngày này. Đừng, xin cô đừng dại dỗ thế kia, đừng phi uổng tuổi thanh xuân. Còn anh, anh có tội tình gì chúng chặt tuổi trẻ chúng lao tù? Cô ơi, mỗi người một số phận, không ai giống ai đâu. Nhưng có lẽ trời cao đã xui khiến cho số phận tôi gắn liền với số phận anh mãi mãi. Tội của tôi gây ra mà anh đã gánh chịu, thì thôi mình hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đau này. Được như thế thì sự ân hận của tôi cũng vơi bớt một phần nào. Đã bao nhiêu đêm rồi tôi thức trắng mãi mới quyết định thế kia. Ngày hôm nay tôi gặp được anh mới biết rằng quyết định kia không thể thay đổi. Đó là những lời nói chân thành nhất của một trái tim nước mắt đông đầy. 15 năm, một khoảng thời gian không ngắn ngủi, quá đầy đủ để cho cô suy nghĩ. Tôi sợ rằng rồi đây cô sẽ hối tiếc, thì lúc đó tóc đã pha sương. Thà rằng 15 năm tôi sống như thế, để tâm hồn được thanh thản bình biết rằng mình được chia sẻ một chút gì tội lỗi mà mình đã gây ra, còn hơn đêm đêm phải thao thức một mình đối diện với lương tâm, rồi rái rứt rồi tự mình dằn vặt, rồi mòn mỏi chết đi không biết tự bao. Cô ơi, đây là những lời sau cuối tôi nói với cô bằng tất cả lòng mình. Chuyện vừa qua cô hãy coi như cơn ác mộng, chờ con qua hồn rồi vội vã bay xa. Không biết sao, càng cố quên thì tôi càng thấy nhớ. Mọi chuyện là tùy ở cô, nhưng tôi nói trước để cho cô biết, từ hôm nay cô đừng tới nơi đây. Tôi sẽ không tiếp xúc với một người nào nữa cả. Anh... Những lời nói vừa rồi của tôi là sự thật. Dù không đến được nơi đây, nhưng tôi cũng chờ đợi. Tôi chờ đợi anh suốt cuộc đời này. Cô ơi, cô.